Theo hãng tin Reuters, tòa án Chancery ở bang Delaware, Mỹ, xác nhận ông Musk đã gửi đơn kiện phản đối cáo buộc của Twitter cho rằng ông bị ràng buộc theo hợp đồng và phải hoàn thành thỏa thuận đã ký hồi tháng 4 năm 2022 để mua Twitter. Đơn kiện dày 164 trang của tỷ phú Musk yêu cầu bảo mật nên những nội dung bên trong không được công khai. Tuy nhiên, tòa yêu cầu ông Musk phải gửi một phiên bản công khai của hồ sơ trong đó các bí mật thương mại hoặc thông tin nhạy cảm khác được biên tập lại. Phiên tòa xử lý vụ việc sẽ kéo dài trong năm ngày bắt đầu từ 17, 10. Trước đó, ông chủ công ty Tesla đề nghị mua Twitter với giá 54,20 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Sau đó, tháng 7 năm 2022, ông tuyên bố sẽ chấm dứt thỏa thuận và cáo buộc Twitter đã lừa dối ông liên quan đến việc kiểm đếm các tài khoản giả mạo và tài khoản thư giác, spam. Vào thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 29 tháng 7, cổ phiếu Twitter có giá 41,61 đô la Mỹ twitter cho rằng ông musk đã viện dẫn các ước tính của công ty về số lượng các tài khoản ảo để không phải thực hiện hợp đồng đã ký twitter cho biết họ muốn chốt hợp đồng với giá và các điều kiện đã thỏa thuận với ông musk